mình sẽ đi bắt cáy. Đây, cả nhà đi bắt cáy. Rất nhiều cáy luôn. Ở đây chắc là cái điện thoại của mình thu âm nó hơi kém. Mình sẽ quay cho các bạn xem quy trình đi bắt cáy. Con này nó vẫn chạy nhanh mà. Đâu? À. Hàng đấy. Đây mọi người. Mau. Chị có găng tay chị bắt đi. Con này to. Ê, con cái to làm im luôn này. Ê, chạy nhanh lắm. Ôi, mất rồi. Đâu, vừa nó chạy đâu rồi. Bổ ngay mới được. Quay đâu. Này, cứ đi bới bèo để bắt cái đây. Bắt sáng rồi hả chị? Cứ thủy chiều lên là nó lại lên mà đúng không? Đâu rồi? Chạy rất tít. Ở cái lỗ đấy là có cái đấy. Có cái bé kia là gì đúng không? Hả? À? Em chưa bắt được con nào à? Em đi bắt cái trong nồi. Ở đây còn một cái bãi đá nữa nhá. Ông bê lên bãi đá ở đây chưa? À, được hơi bị nhiều luôn này nhỉ. Ai chuẩn bị kìa chị mày kìa. Trứng vịt tiếng gì? Ấy con nhỏ nhỏ này, có con nhỏ nhỏ này. Chưa ơi. Thank you.
To đấy à? Cái ấy cua em. Đấy. Trong này lỗ to lắm. Dụng dụng mất cái càng rồi à? Bò lên này. Chó tựa, chó tựa. Ui, tụt xuống ngay. Bắt đi. Rắn nó không ở đây đâu, rắn nó ở dưới nước đâu mà. Cái lỗ nào mình nhìn thấy nó cũng khó lên được đấy. Không tha nó được sống nào, sợ thật thế. Đâu lắm, đây là đi móc, móc luôn. Bỏ luôn cả găng tay ra rồi. Ơi, to này cơ mà. Thế nó sâu, nó mới đào sâu thế đúng không? Cái đồng. Cái này phải giã chứ say ăn không ngon. Giã như giã cua đấy.